Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Chi trả dịch vụ môi trường rừng của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị, tỉnh Điện Biên có gần 420.000 hectare rừng, trong đó tổng diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng là khoảng 410.000 hectare. Giai đoạn 2019-2023, tổng thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.150 tỷ đồng. Rừng Điện Biên là những vùng rừng đầu nguồn cung ứng dịch vụ cho các nhà máy thủy điện, các đơn vị sản xuất nước sạch và các đơn vị làm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên hiện nay nguồn thu dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh chủ yếu là từ các nhà máy thủy điện. Điện Biên có khoảng 420.000 hectare đất lâm nghiệp có rừng. Rừng phân bố ở khắp các huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh, trong đó có trên 39.000 hectare rừng đặc dụng, trên 245.000 hectare rừng phòng hộ và trên 130.000 hectare rừng sản xuất. Với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ lớn, rừng Điện Biên có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ cảnh quan môi trường. Rừng cũng có vai trò đặc biệt quan trọng giúp bảo vệ nguồn nước cho đời sống sản xuất của nhân dân, điều hòa dòng chảy trên sông suối, giúp duy trì hoạt động của các nhà máy thủy điện. Bởi rừng có vai trò quan trọng như vậy nên công tác quản lý, bảo vệ rừng và tạo sinh kế cho người dân từ nghề rừng luôn được tỉnh Điện Biên quan tâm. Mường Nhé là huyện có diện tích rừng lớn và độ che phủ rừng cao với trên 86.700 ha rừng, độ che phủ đạt trên 55%. Rừng Mường Nhé chủ yếu là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Nơi đây là vùng rừng đầu nguồn sông Đà, với hai nhánh suối lớn là suối Nậm Ma và suối Nậm Nhé. Với hệ động thực vật phong phú và hệ sinh thái rừng đa dạng, trong khu vực này có trên 36.400 ha rừng được quy hoạch thành khu dự trữ thiên nhiên. Do người dân sống quanh khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé rất đông, đời sống người dân địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu sử dụng đất canh tác, nông nghiệp và khai thác tài nguyên rừng lớn khiến công tác bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học trong khu vực gặp nhiều áp lực. Để quản lý bảo vệ rừng tốt, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé đã triển khai nhiều biện pháp, tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ phát triển rừng, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng rà soát cắm mốc 3 loại rừng và triển khai công tác giao khoán bảo vệ rừng tới cộng đồng dân cư. Theo các quy định của luật lâm nghiệp, nghị định 156, quy định chi tiết một số điều của luật lâm nghiệp, thì trong khu dự trữ thiên nhiên hay là các khu bảo tồn, các vườn quốc gia thì nghiêm cấm là chặt phá khai thác lâm sản, săn bắn chim, thú, rừng và làm thay đổi cảnh quan hệ sinh thái rừng. Hiện tại thì đơn vị vẫn đang triển khai cái chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thì hàng năm sẽ khoán cho các nhóm nhận khoán là các cộng đồng, các bản để người dân hưởng lợi từ cái chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời thì để tuyên truyền cho người dân thì hàng năm cũng đơn vị cũng xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho các nhóm nhận khoán để người dân có ý thức hơn trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Thành phố Điện Biên Phủ có trên 10.100 ha rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Rừng trong khu vực này không chỉ có vai trò quan trọng điều tiết nguồn nước, bảo vệ môi trường, mà cũng là vùng rừng bảo vệ cảnh quan cho những điểm du lịch, di tích lịch sử và thắng cảnh nổi tiếng của Điện Biên. Trong khu vực có trên 4.400 ha rừng đặc dụng được quy hoạch và đặt tên là rừng di tích lịch sử, cảnh quan và môi trường Mường Phăng. Có một ban quản lý rừng chịu trách nhiệm bảo vệ phát triển rừng. Theo khảo sát của Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam, vùng rừng này có trên 1.000 loài thực vật với 6 ngành thực vật bậc cao và gần 230 loài động vật hoang dã và nhiều loài tôm cá. Trong số các loài động thực vật được tìm thấy ở đây, có 7 loài động thực vật nguy cấp quý hiếm, có 15 loài động thực vật có tên trong sách đỏ Việt Nam và trong Công ước CITES. Đây là vùng rừng đầu nguồn rất quan trọng bảo vệ nguồn nước tưới tiêu cho toàn bộ cánh đồng lòng chảo Điện Biên Phủ thông qua hệ thống kênh Đại Thủy Nông Nậm Rốm. Là vùng rừng xanh tươi mang lại nhiều giá trị cho con người. Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đặt tại xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ và vùng thắng cảnh Hồ Pá Khoang, đảo Hoa Anh Đào là hai điểm du lịch nổi tiếng ở Điện Biên. Bảo vệ rừng Mường Phăng cũng chính là bảo vệ vùng cảnh quan xinh đẹp, góp phần thu hút khách du lịch đến với Điện Biên. Ngoài khu vực rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng,
quanh khu vực thành phố Điện Biên Phủ là các vùng rừng phòng hộ rộng trên 7.400 ha được các cộng đồng dân cư địa phương quản lý bảo vệ. Các cánh rừng trên địa bàn có vai trò quan trọng giữ nguồn nước, cung cấp nước sinh hoạt, nước làm ruộng, làm ao cho nhân dân. Người dân trên địa bàn ghi nhận, những năm gần đây, khu vực nào có rừng được quản lý, bảo vệ và phát triển tốt, khu vực đó nguồn nước rất dồi dào. Đây là điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế. Tổng cái diện tích của bản thì được gần 100 triệu trên một năm. Bà con người ta bây giờ là người ta không phá mà người ta không lấy gỗ. Cái rừng này nó to rồi ấy, cái lá của nó dày lên rồi ấy, là cái đất của nó ẩm rồi. Thì bây giờ là nó không thiếu nước nữa. Tổng thể ở đây thì cũng nhiều, cũng khoảng 12-13 khe. Cái điểm mó mà ra nước sạch thì được khoảng 5 mó, đủ cho bà con sinh hoạt. Rừng quanh thành phố Điện Biên Phủ bao phủ toàn bộ lưu vực đầu nguồn sông Nậm Rốm. Trên hệ thống dòng chảy thuộc lưu vực sông Nậm Rốm hiện có 4 thủy điện đang hoạt động. Thủy điện Pa Khoang, thủy điện Thác Trắng, thủy điện Thác Bay và thủy điện Nà Lơi. Nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng từ các thủy điện này hàng năm là một trong các nguồn chính để chi trả người dân và các cộng đồng quanh lưu vực thực hiện chính sách bảo vệ phát triển rừng, duy trì nguồn thủy năng bền lâu cho sản xuất điện. Thủy điện Nà Lơi có công suất 9,3 MW. Hàng năm, nhà máy sản xuất khoảng trên 46 triệu kWh điện cung cấp lên hệ thống lưới điện quốc gia. Từ năm 2011 đến nay, nhà máy đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng, với hy vọng những cánh rừng đầu nguồn sẽ được bảo vệ tốt hơn. Chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà cái chính sách dịch vụ môi trường rừng được thực hiện tốt đối với bà con ở trên khu vực thượng nguồn của chúng tôi thì sẽ giúp cho cái việc bảo vệ rừng, giữ rừng được tốt hơn, giữ nước được tốt hơn. Sau những cái trận mưa lớn thì các cái thủy điện sẽ vận hành được thời gian kéo dài hơn, cũng như là gia tăng được cái sản lượng điện phát. Là một đơn vị thủy điện sử dụng dịch vụ môi trường rừng thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, nhất trí cũng như là chấp hành nghiêm chỉnh các cái chế độ chính sách liên quan tới cái dịch vụ môi trường rừng. Hai năm gần đây nhất là năm 2022 và 2023 thì chúng tôi đã, đối với năm 2022, chúng tôi đã chi trả với tổng số tiền là gần 2 tỷ đồng, cụ thể là 1 tỷ 990 triệu và năm 2023 là 1 tỷ 467 triệu. Trong nhiều năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được tỉnh Điện Biên chỉ đạo sát sao. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cũng đã chủ động phối hợp với các huyện, thị, thành phố và các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác thu cũng như chi trả dịch vụ môi trường rừng. Giai đoạn 2019-2023, tổng thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.150 tỷ đồng. Trên 98% tiền dịch vụ môi trường rừng được thu từ các thủy điện có sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Đã có trên 4.800 chủ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng kinh phí chi trả hơn 994 tỷ đồng. Tuy công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng còn một số vướng mắc. Quyết định giao đất giao rừng cho các chủ rừng thì đang còn bất cập, như là thiếu sót, như là tiểu khu khoảnh lô và sai khác, trồng lấn. Thứ hai nữa là về cái việc thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng, diện tích nhỏ lẻ, số tiền ít nên các người dân cũng chưa mặn mà về nhận tiền. Về cái trách nhiệm của quỹ là quỹ đã xây dựng kế hoạch chi trả bằng tiền mặt, phối hợp với ủy ban chính quyền cấp xã, chính quyền địa phương, với ngân hàng để mở tài khoản chi trả cho các chủ rừng. Hai nữa là tổ chức những cái cuộc làm việc với ủy ban cấp huyện, giao cho các phòng ban chuyên môn để chỉnh sửa, tháo gỡ những cái đang còn vướng mắc. Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng có ý nghĩa quan trọng, tạo nguồn lực thực hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài các đơn vị như thủy điện, đơn vị cung ứng nước sạch, còn có các đơn vị có hoạt động du lịch, dịch vụ, các cơ sở sản xuất sử dụng dịch vụ được cung cấp từ rừng phải chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tới đây, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ tiếp tục rà soát các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng, lập danh sách đề nghị chi trả dịch vụ môi trường rừng
theo quy định của pháp luật để gia tăng nguồn thu cho địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh Điện Biên có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhưng có tới gần 280.000 hecta đất lâm nghiệp chưa có rừng. Những năm gần đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tích cực trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi núi chọc. Nhiều giống cây lâu năm đã được đưa lên các vùng đồi núi Điện Biên theo các dự án trồng rừng. Việc lựa chọn giống cây trồng rừng sao cho phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng đất có ý nghĩa quan trọng, quyết định hiệu quả trồng rừng. Với gần 280.000 hecta đất lâm nghiệp chưa có rừng, Điện Biên đang có diện tích đất lâm nghiệp lớn bị lãng phí. Không những thế, trên các khu vực đất trống, đồi núi chọc còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về môi trường. Vào mùa khô hanh, trên các vùng đất trống có hệ động thực vật nghèo nàn, chủ yếu là cỏ tranh, lau lách, thường xảy ra nguy cơ cháy rất cao. Những vùng có đồi núi chọc cũng thường là những vùng nguồn nước khan hiếm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Để bảo vệ hiệu quả các vùng rừng hiện có và khôi phục những vùng rừng đã bị mất, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã rất nỗ lực triển khai quy hoạch 3 loại rừng và giao đất giao rừng cho cộng đồng, người dân khoanh nuôi bảo vệ, tái sinh rừng và trồng rừng. Mỗi năm, các huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh được giao trồng từ 400 đến 500 hectare rừng. Nguồn vốn để trồng rừng là nguồn được cấp từ ngân sách hoặc nguồn của các dự án trồng rừng thay thế. Tỉnh cũng khuyến khích các nguồn xã hội hóa để thực hiện công tác trồng rừng. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hàng trăm hecta đất trống, đồi núi chọc được phủ xanh từ nguồn vốn của các dự án trồng rừng thay thế. Khu rừng này là rừng phòng hộ của bà con nhân dân bản Tẩu Pung, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là đất nương rẫy của bà con nhân dân trong bản. Năm 2015, dân bản nhất trí đưa khu vực này vào trồng rừng phòng hộ. Năm 2016, bà con lại đón nhận thêm một dự án trồng rừng nữa. Người dân trồng rừng được hỗ trợ theo chính sách trồng rừng thay thế do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Những vạt cây thông mã vĩ được trồng từ những năm 2015-2016 này đã lên xanh tốt. Rừng đạt tỷ lệ sống trên 90%. Phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng, cây thông phát triển khá nhanh, có đường kính trung bình từ 15-20cm. Các diện tích rừng trồng năm 2015 của bản đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên nghiệm thu, giao cho bản quản lý bảo vệ. Bà con sẽ được chi trả dịch vụ môi trường rừng khi được đơn vị chuyên môn đánh giá hiện trạng, chất lượng rừng. Nhìn cánh rừng xanh tươi, trưởng bản Tẩu Pung rất vui mừng bởi đây là thành quả trồng và chăm sóc rừng của bà con dân bản trong suốt những năm qua. Cũng đắn đo rất là nhiều chứ, bởi vì là mất nương, là không được làm nương, thì gọi là trồng rừng là mất đất rồi. Nhưng mà cơ bản cũng tuyên truyền cho bà con là nương thì không thể làm mãi được. Đấy, trồng rừng thì có cơ hội để phát triển hơn. Bởi vì đã trồng rừng thì rừng phát triển thì sau này mình sẽ có được hưởng nhiều cái vấn đề liên quan tới rừng. Nhà nước sẽ hỗ trợ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng này. Xong rồi sau này có thể là khai thác nhựa thông này. Hiện tại rừng đang phát triển tốt như thế này, cũng mong là các cán bộ cơ quan có liên quan thì sớm để thẩm định rừng, để nếu mà đủ tiêu chuẩn được chi trả dịch vụ môi trường rừng thì hãy đưa vào cái chi trả dịch vụ môi trường cho nhân dân để dân được hưởng lợi và có nguồn thu nhập thêm. Tại bản Mường Pồn 2, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, năm 2019, bà con nhân dân bản Co Chạy cũng nhận giống cây thông và cây keo để phủ xanh vùng nương rẫy bỏ hoang. Sau 3 năm, rừng thông đã lên xanh tốt, tỷ lệ sống của thông trên 90%. Riêng cây keo sức chịu khô hạn kém hơn và thường bị mối mọt. Mùa khô năm 2023-2024 vừa qua, nhiều cây keo được trồng trên khu vực này bị khô héo và mối đục thân, gãy đổ. Rừng trồng đến nay chỉ đạt tỷ lệ sống khoảng 60%. Keo thì mối sông tiện dế đến ngọn thì chắc là không trồng được. Cái thông trồng được 5 năm thì cũng lên tốt, khá là tốt, không sâu bệnh gì. Đề nghị gọi là cấp trên thì có cung cấp giống phù hợp như bây giờ, như trên này thì cũng trồng như keo thì không phù hợp. Thứ nhất là giống dồi, dồi mớ, dồi găng hay dồi quả ấy, thì đưa vào trồng. Tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, những năm gần đây, nhân dân địa phương rất tích cực tham gia trồng rừng. Không chỉ trồng rừng phòng hộ,
họ cũng đón nhận các dự án hỗ trợ phủ xanh bằng cây rừng địa phương. Gia đình anh Lò Văn Thành, bản Ban xã Mường Nhà, chuyển đổi mảnh nương canh tác lâu năm đã bạc màu sang trồng rừng phòng hộ. Nhận hơn 1.000 cây thông mã vĩ trồng và chăm sóc theo hướng dẫn của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên. Sau 2 năm, cây thông đã phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 98%. Khu vực bản Ban xã Mường Nhà là khu vực từng có những rừng gỗ đinh lớn. Hạt của cây đinh rụng xuống có thể mọc cây non và phát triển thành rừng. Hy vọng có thể tái sinh rừng đinh đỏ, đinh vàng như 20 năm trước đây. Anh Thành cùng gia đình dự định sẽ gieo trồng những cây đinh non trên khu đất được giao khoán trồng rừng và nhân trồng sang các nương bạc màu khác của gia đình. Gỗ đinh đỏ, đinh vàng là các loại gỗ có giá trị cao trên thị trường hiện nay. Gia đình anh hy vọng sau này rừng trồng phát triển tốt, gia đình tiếp tục được giao khoanh nuôi bảo vệ và khai thác rừng theo quy định của pháp luật. Sắn bây giờ thì là đất thì nó cũng bạc màu hết rồi, không sắn không đen rồi. Thì là nhà nước là có chương trình là trồng cây thông này, thì gia đình thì là chuyển sang trồng cây thông này. Ngoài cây thông ra thì còn gỗ đinh này, rồi này, rồi là các loại cây cũng không biết hết được. Ở đây thì toàn sống tốt nhất thì là gỗ đinh này, mới là rồi này, rồi là cây gỗ phặng. Bây giờ phặng thì nó cũng tiệt chủng rồi, hết rồi. Kiểu bây giờ cây phặng thì nó không có cây con. Đấy là loại thích nghi nhất là gỗ đinh thôi. Năm 2022, bà con nông dân xã Mường Nhà được Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam hỗ trợ trồng giống măng bói. Một số hộ gia đình ở bản Ban, xã Mường Nhà đã tiếp nhận dự án hỗ trợ này để chuyển đổi sản xuất. Gia đình ông Quảng Văn Nhân cùng 3 hộ gia đình khác ở bản Ban mạnh dạn trồng thử nghiệm cây măng bói trên đất nương bạc màu. Năm nay đã bước sang năm thứ 3, rừng cây măng bói của các gia đình đã bắt đầu phát triển xanh tươi và có thể cho thu măng. Đây là loại cây vốn có ở địa phương nên khi trồng theo khoa học kỹ thuật, cây phát triển rất tốt và cho nhiều măng. Măng bói nhỏ nhưng ăn giòn và thơm ngọt, bán ra thị trường với giá từ 20 đến 25.000 đồng 1 kg. Các gia đình trồng cây măng bói rất hy vọng trong vài năm tới họ có thể bán giống, bán măng và có thu nhập cao. Giống này là giống địa phương, ở ngay tại địa bàn bản Ban xã Mường Nhà. Đây là cái vườn của nhà tôi là 1 ha 7 gần ha 8 gì đấy. Thì trồng được 740 bụi. Chăm bón thì cũng không phức tạp lắm, thì làm cỏ với bà bón phân thôi. Đấy, thì nếu mà mùa khô thì nhu cầu nếu mà khô hanh lắm thì cũng phải tìm nguồn nước, nhưng mà trong 3 năm này cũng chưa được tìm nước. Mong sao là trồng được cái măng này thì có để giúp ích cho gia đình làm giàu bền vững ạ. Hiện nay hầu hết các đơn vị thực hiện hỗ trợ trồng rừng đều chọn cây thông cho các dự án. Nhiều loài cây địa phương thích nghi cao chưa được sử dụng. Điều này do một số nguyên nhân. Cái chất lượng rừng trồng của 2015 và 2016 thì chất lượng rừng trồng thì rất đảm bảo, tức là tỷ lệ sống là đạt trên 85%. Thế thì cây là đường kính là hiện nay là trung bình khoảng độ 15 đến 20, chiều cao thì có những cây tối đa khoảng 10 mét. Cây giống này chủ yếu là cây thông vì nó hợp chất đất và khí hậu địa hình ở trên khu vực vùng núi cao của mình. Thế còn một giống là một số là cây khác, ví dụ như là cây đinh hay là cây lim hay là một số là cây khác không phù hợp lắm. Hai là cái đơn giá nó cao và cái nữa là cái nguồn cung cấp cây giống là nó hạn hẹp. Trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọng là việc làm cần thiết giúp chúng ta không lãng phí tài nguyên đất, mang lại thu nhập cho người dân. Quan trọng hơn, phát triển rừng còn giúp chúng ta cải thiện môi trường, ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Để trồng rừng hiệu quả, loại cây được chọn để trồng rừng có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu các loài cây địa phương có tính thích nghi và có giá trị kinh tế cao được đưa vào trồng trong các dự án, hiệu quả của việc trồng rừng sẽ càng rõ rệt hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Chi trả dịch vụ môi trường rừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.